Dạ, mai mốt tôi phải xuống cho đó. Đông dây hả? Dạ, nhiều lắm. Người thì đi từ 75 à? Nãy nói về Tacoma, quên hỏi anh. Anh biết Bùi Đất Bảo ở Tacoma. Dạ, ở Bình Khê, Đông Khê, Đông Khê, Đông Khê, Đông Khê, được. Nhưng mà đi mình thằng mẹ nó có nói mà nó không đi được. Nếu mà đi xe đạp đi mình đi bộ tới đó đó. Ông Đồng ở đây là lần đầu hay lần thứ mấy rồi? Lần đầu nếu mà đi hay thiệt thôi mà tôi không nhận không có phục nữa. Lần đầu cũng có lần 4-5 lần mà ông đi cứ khỏi đường hoài là phục ghê. Ai? Thua rồi cái là nói giữ. Ai lái? Hôm nay ai lái? Ta đế. Dạ hả? Trưng hả? Người đầu tiên đó coi em được kỹ lắm. Rồi lòng coi mình quen rồi mình đứng cái gì á, người ta chở mình đi, thôi mình đi theo thôi nếu. Đâu đi vô vô trước đây chút coi. Đó là lý do ngày hôm nay chúng tôi mời tất cả quý nhân quy tụ về đây. Chúng ta coi thiệt nhỏ nhỏ trong cái vườn này, trong ngày chúng ta thưởng thức tất cả mọi thứ mà là tôi quan cái cách bà làm. Là những chiếc bàn tay tôi trang trí cả ngày. Đó là mục đích ngày hôm nay là ăn chơi một cách vô tư, không có mục đích nào khác như một số chị đã từng là hôm nay là anniversary hay là birthday. No birthday, no anniversary, nothing. Just barbecue, eating, enjoying, pleasure time today. That's it. Đến với chúng tôi ngày hôm nay trong mùa hè, chúng tôi rất là cảm ơn, mừng vô cùng, đặc biệt là quý anh em. Và lần đầu tiên tôi gặp tiếng nhìn anh, anh chào anh Đức, là những người Đức đâu đã đến nhà của mình biết. Quần ra như anh Thư ở sân Hồ Dê thật là xa, anh Thương ở sân Đà Thôi chị, thôi. Dụng chân thì anh Đức rồi. Đặc biệt trong cái ngày hôm nay đó, tôi muốn ca ngợi về anh em mà thường ca ngợi của người nhắc chở với tất cả với vợ tôi. Tôi có một người bạn rất là thân. Ông ấy là Nguyễn Bá Nha. Mời ở đây. Anh Nha với tôi có nhiều kỷ niệm. Kỷ niệm hơn tất cả những anh em nhà khác. Cùng một thời đi học, gian khổ rất là nhiều ở Đại học Sài Gòn. Em một mâm, uống một dừa. Hai thằng cho nên hai thằng nhiều lúc rất là tâm tư, nó trà trộn. Rồi người yêu bên cạnh mình nữa, không có làm hết được. Vừa yêu vừa đất nước, vừa gia đình. Yêu là tên gì? Tên gì? Nó làm cho người của chúng tôi đó, lúc đó, đó. Xin lỗi với các anh chị bây giờ. Bây giờ mình mới thổ lộ hết, tất cả là bạch quá hoàn toàn, không có gì vô với thằng. Lúc đó tâm tư tụi tôi á, là một người thanh niên thời đại á, luôn luôn hướng về tổ quốc, về đất nước, về quốc gia của mình. Mà luôn 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 trao dồi kiến thức để cùng nó văn bằng. Thời cuộc không cho phép chúng tôi làm tròn cái nhiệm vụ thành hoàn tất cái văn bằng đại học ở Sài Gòn. Nhưng điều khi mà tôi xếp bút nghiêm ra chiến trường, tôi đã rưng nước mắt ngay cạnh cái xóa nhà. Cái ngày tôi dập ngủ là tôi phô sách lại.
mình nước biết trong rừng cuộc chiến Tràng Lan. Anh nghe và thấy quân và tôi vào đại học cho anh chị hết được biên biệt từ hồi đó tới bây giờ mới gặp lại. Quý nhân rất là nhiều mà mấy hôm nay anh nghe bây từ Seattle lên đây để chia sẻ với chúng ta trong mấy ngày vừa hôm nay cả đêm và cả ngày hôm qua hai anh em chuyện chuyên miên và không hết. Và anh ta còn ở đây ít nhất phải 3 ngày nữa với tôi trong khu vườn này sốt không bao giờ lên có lợi kia gì vậy 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 nó có cùng nhiều không lâu ngày hai đứa đây mà ngủ cùng nhiều là bị che là cái bây giờ tôi không dám bắt nhiêu thì giờ. Nhưng mà cái chương trình ngày hôm nay là ngày vui cho hoàn toàn không có một cách nào khác như một số anh chị em. Tức là hôm nay tôi có story của đêm nộp. Cái đó là tôi sẽ nộp. Có một điều quan trọng là hôm nay tôi có một cái chương trình đặc biệt dành cho tất cả anh em chúng mình. Đặc biệt vào không? Đặc biệt mà chúng ta là những người quý nhân mình định không có vào nào mà có người khác, có người nào khác ở đây. Chúng ta sẽ lần lượt tự giới thiệu mình. Chứ tôi giới thiệu không hết. Vậy mình chỉ chủ đề là giới thiệu khi mình còn ở Việt Nam.